Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Silo. Mình sẽ mint được một NFT của dự án này các bạn, được chạy trên nền tảng của Sui Network nha các bạn. Mình sẽ sang Retro Passive nha các bạn, Airdrop của nó nè. Thì để claim được thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn copy link đầu tiên nha các bạn. Sau đó các bạn connect với mạng Sui Network của tất cả các bạn nha các bạn. Thì mình có cái video hướng dẫn các bạn tạo với Sui Wallet anh nha các bạn. Rồi giờ đây thì các bạn mở địa chỉ với Sui của tất cả các bạn lên các bạn. Rồi thì các bạn chọn mạng Sui DeviantNet này các bạn. Rồi các bạn claim phí ra đi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt đặt tên. Rồi bạn connect nha các bạn. Các bạn connect vào địa chỉ ví Sui Wallet nha các bạn. Rồi, các bạn chọn trong web trên máy tính này nha các bạn, để mình dễ connect các bạn. Rồi sau đó bấm vào connect nè. Rồi các bạn nhấp vào ví Sui Wallet nha các bạn. Xong mà nó hiện rồi. Sorry các bạn chọn vào Sui Wallet nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect nha các bạn. Đây các bạn chọn trang web cho máy tính nè. Rồi các bạn bấm vào connect nha các bạn. Sao mạng mất mạng gì ta. Rồi các bạn mở chi phí Sui Wallet nha các bạn. Rồi mình đã kết nối được chưa ta? Ok, vậy mình đã connect được các bạn. Rồi sau đó bấm vào min nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào min, bạn bấm vào upload nha các bạn. Ôi, máy tính kìa. Bấm upload không ăn được. Không ăn các bạn. Và các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Approve cái nữa. Rồi bấm vào approve nha các bạn. Rồi sau khi các bạn có xác nhận thì xác nhận nha các bạn. Vì mạng của mình nó mắc mạng nên mình approve chưa được nha các bạn. Ok có mạng này. Approve được. Sao chưa được nữa trời. Ok đem kiểm tra với mình được các bạn. Ok như vậy mình đã claim được này các bạn. Rồi sau khi các bạn đã có NFT xong thì các bạn tiếp tục nha các bạn. Ok, các bạn tiếp tục claim con này trên nền tảng của Bluejet Galaxy luôn nha các bạn. Thì các bạn cũng dán vào trình duyệt Wiki Producer của tất cả các bạn. Các bạn connect với mạng BB Smart Chain hoặc là Polygon nha các bạn. BB Smart Chain cũng được. Mà địa chỉ MetaMask các bạn xác nhận nha các bạn. Mình cố gắng làm nhanh vì cũng sắp tới đá banh này các bạn. Rồi vào đây thì các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Follow từ Twitter này nọ rồi các bạn claim nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn claim xong xuôi thì các bạn nhấp vào một Grade 3 này các bạn. Đây thì cái mục này để săn Airdrop nữa nha các bạn. Rồi các bạn cũng dán vào trình duyệt Wiki Browser tất cả các bạn nha các bạn. Rồi vào đây thì các bạn nhấp vào avatar của các bạn đi các bạn. Delete. Phá các bạn để chậm xíu nha các bạn. Rồi giờ đây các bạn bấm vào một account setting của tất cả các bạn nè. Rồi thì các bạn cũng add địa chỉ ví xưa của mình vào đây nha các bạn, các bạn bấm sell nha các bạn. Request. Zero Grade 3 nè. Các bạn qua request, các bạn cũng làm nhiệm vụ tiếp tục nha các bạn. Đây thì invite ghép của tất cả các bạn. Rồi các bạn vào đây bấm daily nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một claim nè. Ok, nên một này làm claim xong nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một daily cái nữa nè. Để nhận được XP nha các bạn. Sao mà nó ấy ta. Các bạn chờ xíu nha các bạn. Rồi các bạn vào daily nha các bạn. Đây thì mình mắc mạng nên nhấp không ăn.
hơi khó làm. Ok, cái này là cái này thì mời cộng đồng nhập lên phết rồi mà chưa mời được bạn nào nên mình thoát ra nhé các bạn. Phim rồi tiếp tục các bạn like ghép ly và tweet nè, và bấm vào đây nè các bạn, rồi nhấp vào đây nha các bạn, like. Rồi các bạn like nè các bạn, thích nè. Tết lại luôn nha các bạn. Bình luận luôn nha các bạn. Các bạn đi good airdrop đi. Đây là dự án tốt nha các bạn. Rồi, bao nhấp vào claim nha các bạn. Mạng yếu, ok, bị lỗi gì rồi? Rồi nhấp vô đây mình tự quyết lại các bạn. Này, tự quyết bình luận luôn. Cảm ơn các bạn. Này nó có kêu tan người bạn không ta? Đây mình bình luận mình tan vài người bạn vào nha các bạn. Good. Tại là bạn rồi, các bạn tăng dài các bạn mình vào nhé các bạn. Trả lời rồi, các bạn bấm vào một claim phải không ạ? Đằng này không được, mình cũng không biết cách nào luôn. Ok, được, các bạn tăng ba người bạn vào mới được nha các bạn. Rồi invite. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng like và tự quýt thì quýt như nãy nha các bạn. Nhấp vào đây rồi các bạn like nè, các bạn tự quyết lên nè, rồi các bạn trả lời bình luận nha các bạn. Good, shit. Các bạn tăng dài người bạn vào hoặc là đôi lúc nó không cập nhật kịp nha các bạn. Nhấp vào claim first, claim reward. Ok, được rồi, tất cả các nhiệm vụ này thì các bạn cũng làm tương tự nha các bạn. Tweet này nó rất là dễ nè các bạn. Các bạn cố gắng làm nhiều để kiếm cái GB này, cái B này các bạn, cái B này để tăng level của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi vậy video của mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video tiếp theo từ mình nhé.